Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Tường đã có buổi làm việc với xã Yên Lập về kết quả thực hiện kế hoạch số 54 ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm luật đất đai trên địa bàn. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Yên Lập đã có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai được địa phương tăng cường, qua đó đã giúp người dân nâng cao nhận thức hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật đất đai được ngăn chặn, xử lý kịp thời, công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, ổn định, việc xử lý tồn tại vi phạm pháp luật đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Những vi phạm luật đất đai trên địa bàn xã đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. 100% các trường hợp vi phạm mới phát sinh được xử lý rứt điểm. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến số liệu báo cáo, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai, đề xuất các giải pháp xử lý tồn tại vi phạm về đất đai, phương hướng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trên địa bàn.